xin hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn có thể chuyển từ các cái chuyển từ chữ Hưng Hoa sang chữ Thường. Đây là có thể các bạn chuyển chữ cái đầu này nó không chữ Hoa mà chữ Thường, tất cả chữ cái đầu là chữ Hoa. Ví dụ trong chữ hiện nay thì chữ H là chữ Hoa, còn chữ sau vẫn như thường, chữ N là chữ Hoa, chữ A và chữ Y sau là chữ Thường. Hoặc là tất cả các chữ này từ chữ cái đầu là chữ Hoa, đó, tất cả chữ cái đầu là chữ Thường, chữ sau là chữ Hoa. Thì mình cũng chuyên về gọi là chuyên sâu về Microsoft Word, Office này. Thì mình biết như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng sự cách là sử dụng các cái phím các cái tool ở trên cái bảng hướng dẫn này, công cụ này. Thì điều đầu tiên thì mình đang hướng dẫn thì đầu tiên là các bạn sẽ mở file Word lên. Sau đó các bạn muốn theo một cái quy định thì là cái quy định này, cái đầu này thì nó không được viết hoa như tất cả các chữ này, mà chỉ viết hoa những cái chữ đầu, chữ giờ, chữ m, chữ c, chữ t này. Thì các bạn đầu tiên là các bạn chọn đoạn văn ngoặc mũi chỉ, sau đó các bạn nhìn phần không đây, thì các bạn nhìn ở phần trên case thì các bạn tích vào cái mũi tên nó này. Đây thì các bạn sẽ nhìn này, ở đây nó sẽ có năm cái trường hợp, năm cái cách mà các bạn có thể chuyển. Thì bây giờ các bạn muốn chuyển sang nó là các cái chữ cái đầu, các cái chữ cái đầu này là chữ Hoa, chữ sau là chữ Thường. Các bạn nhìn này thì đây chữ này là chữ C, là chữ đầu, tất cả chữ sau là chữ Thường, các bạn cứ chọn thì sẽ chuyển sang các bạn. Đây là này. Hoặc là bây giờ ví dụ các bạn muốn có một đoạn văn ở một cái file Word khác mà nó đang, ví dụ nó đang nó là title thì nó lại là viết hoa vậy. Ví dụ vậy thì khi bạn, ví dụ bạn copy cần C, bạn copy thì các bạn muốn, ví dụ paste đây, ví dụ hiện nay là đây là danh mục các tạp chí khoa học được xếp hạng. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều tạp chí, rất nhiều, ví dụ rất nhiều, tôi không muốn nó là, tôi muốn thay bằng cái danh mục tạp chí khoa học xếp hạng. Thì ví dụ tôi sẽ xóa là tạp chí khoa học rất nhiều, tôi sẽ copy này đầu tiên đi tiếp này cách này. Cái này thì bây giờ các bạn đánh lại thì nó rất mất thời gian và nhiều khi nó không đúng, cho nên là bây giờ nó đang là chữ Thường này thì các bạn chỉ chọn cái phần mà các bạn muốn, các bạn lại kích lại vào phần phông và phần chữ case, bạn chọn đây, tức là tất cả các chữ cái sẽ được viết Thường. Bạn chọn lại cái này. Đây là cái cách mà cái cách mà mình sử dụng để chuyển đổi phông, chuyển đổi loại chữ từ chữ Thường đến chữ Hoa. Là thì ở đây rất nhiều cái, ví dụ các bạn có thể là chữ cái đầu của tất cả các chữ này là chữ Thường, chữ sau chữ Hoa, được chưa? Là nó tất cả chữ đều là chữ Hoa, chữ Thường. Chữ đầu tiên sau dấu chấm theo luật thì nó là chữ Hoa. Thì trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách chuyển từ chữ Hoa đến chữ Thường nhanh nhất và thuận tiện nhất để các bạn làm. Xin cảm ơn các bạn.